Hello, xin chào tất cả mọi người. Đến giờ đi ngủ rồi thì mọi người đừng quên dưỡng da mặt bằng serum dưỡng da HA nhé mọi người nhé. Muốn có làn da trắng mịn màng thì mọi người nhớ sử dụng serum dưỡng da HA mỗi ngày 2 lần nhé. Đó là sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ ạ. Serum dưỡng da HA nó có công dụng là làm se khít lỗ chân lông này, làm giảm mụn này, làm mờ vết thâm nám này, làm trắng sáng đều màu da nhé mọi người nhé. Sau đây em xin ạ, đây ạ, em thử luôn cho mọi người nhìn thấy nhé. Mọi người chỉ mỗi lần dùng mọi người chỉ cho 3 giọt thôi nhé mọi người nhé. 2 giọt ở gò má và 1 giọt trên trán ạ. Sau đó mọi người xoa đều này, xoa đều khắp mặt nhá. Xoa đều khắp mặt ạ. Mọi người massage nhé, mọi người xoa đều xong mọi người massage cho em từ 30 giây đến tầm 1 phút nhé mọi người nhé. Để cho serum nó thẩm thấu ạ. Để cho serum nhanh thẩm thấu vào da mặt mình nhé. Mọi người dùng một lọ serum này, thể tích của nó là 20ml, mọi người dùng được tầm 4 tháng nhé mọi người nhé. Giá niêm yết trên thị trường là 330.000 ạ. Mọi người chỉ cần dùng tầm từ 1 tuần đến 2 tuần là mọi người đã thấy da mình bắt đầu cải thiện dần lên rồi ạ. Nó làm mịn, đặc biệt là nó làm mịn da, rất là mịn da nhé mọi người nhé. Và nó làm giảm tiết dầu cho mình này. Những ai đang gặp vấn đề như em vừa nói trên, mọi người chưa sở hữu một lọ serum này thì mọi người nhanh tay đặt hàng để mình gần đến Tết rồi mình sở hữu một làn da trắng mịn màng nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ một ngày dùng 2 lần là sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ nhé mọi người nhé. Em xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.